Minh Hải miền Đông xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay là ngày mùng 5 tháng 8. Tôi chúc cho mọi người luôn luôn bình an, vui khỏe, hạnh phúc trong cuộc sống. Và giờ đây tôi sẽ gửi tới các bạn với một thông tin mới nhất vừa cập nhật. Luật sư đã lên tiếng về vụ việc bà nội đầu độc cháu ruột của mình, hành vi tàn nhẫn, tán tận lương tâm, chi tiết sự việc như thế nào. Sau đây tôi kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi. Xin chào các bạn. Hôm nay là ngày mùng 5 tháng 8. Tôi trở lại gặp các bạn với một thông tin mới nhất vừa cập nhật, cùng nói đến là vụ án tại Thái Bình. Bà nội là đầu độc cháu nhỏ, là bị là bại não, và hành vi tàn nhẫn, tán tận lương tâm của bà. Thì luật sư và các nhà tâm lý học đã vào cuộc. Và sau đây thì tôi gửi tới các bạn những chi tiết cụ thể nhất về vụ án này, để cho mọi người trên đất nước Việt Nam chúng ta, các bạn xem thấy hay hãy chia sẻ rộng rãi ra. Đây là bài học đắt giá cho những bậc làm cha, làm mẹ, làm bà. Đó. Thì hôm qua thì tôi có làm cho các bạn là một video là nói đến là bà đã dùng thuốc chuột để đầu độc cháu nhỏ. Thì hôm nay tôi nói kỹ thêm một chút xíu nữa. Thì vào ngày mùng 4 tháng 8 á, là công an tỉnh Thái Bình cho biết cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thái Bình đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp. Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ đối với bà là Chử Thị Mỹ Lệ. Tên rất là đẹp phải không các bạn? Chử Thị Mỹ Lệ, sinh năm 1969. Và bà trú tại là thôn Tú Linh, xã là Tân Bình, thành phố Thái Bình, để công an điều tra về hành vi dấu hiệu phạm tội giết người theo quy định của điều 123 là Bộ luật hình sự. Thì bà Lệ là một phó trưởng khoa sản bệnh viện đa khoa huyện là Vũ Thư. Bà, các bạn thấy không? Bà ta là một phó trưởng khoa của tỉnh Thái Bình và được cho đã có hành vi bỏ thuốc độc vào sữa. Đó, thì hôm qua thì tờ báo kia thì nói nhân chứng ở cạnh nhà là nói tiêm, nhưng ngày hôm nay là nói bỏ thuốc độc vào sữa. Đó, là cháu bé là bị là bệnh não bẩm sinh, là 11 tháng tuổi các bạn ạ. Tức là cháu là Lê Trần Dương M. Đó, và uống 2 lần, mỗi lần ở nhà và 1 lần khi cháu đang cấp cứu ở bệnh viện Nhi Thái Bình. Và hành vi của bà Lệ đã khiến cho là cháu My là nguy kịch, hiện đang còn cấp cứu tại bệnh viện là Nhi Trung ương. Thưa các bạn, trao đổi với phóng viên kiến thức á, thì về hành vi mà trên của người vừa là bà nội, vừa là bác sĩ, lại đầu độc chính cháu nội của mình chỉ vì là cháu bé là bị bại não bẩm sinh. Và chuyên gia tâm lý là Lê Thị Túy, người đã có hàng chục năm công tác tư vấn gia đình, cho rằng bà Lệ vừa là người có trình độ chuyên môn, đồng thời cũng là người am hiểu pháp luật. Do biết bệnh tình của cháu nội bị bệnh não không chữa được nên đã gây ra hành vi trên. Và hành vi này vừa vi phạm pháp luật hình sự về hành vi là cố ý giết người, đó là ở góc độ tâm lý. Với người dân bình thường, khi cháu bé sinh ra như vậy, bằng mọi cách họ vẫn cứu chữa để giành giật sự sống cho cháu bé. Và bà nói là tôi biết có người là có 3 đứa con bị nhiễm chất độc màu da cam, nhưng họ vẫn cố gắng nuôi cả 3, dù cuộc sống của họ là khá vất vả và khó khăn. Tại sao người ta nuôi được, cố gắng chăm sóc con cháu được mà bà Lệ lại có hành động như vậy? Đó là chuyên gia tâm lý là Lê Thị Túy nói. Và chuyên gia tâm lý là Lê Thị Túy cho rằng với vị trí là phó trưởng khoa sản viện là bệnh viện đa khoa là huyện Vũ Thư, bà Chử Thị Mỹ Lệ là người có hiểu biết chuyên môn và luật pháp, kinh tế gia đình lại không khó khăn, nhưng lại cố tình đầu độc cháu nội với mục đích là loại bỏ cháu ra khỏi cuộc sống. Thật là tàn ác phải không các bạn? Đó. Và về mặt là tâm lý á, thì người nuôi cháu bé bị bại não
biết cháu sẽ khó có thể thành người nên rất nặng nề. Và bà nói là tôi đã từng gặp hai vợ chồng không biết hạnh phúc là gì nữa khi đẻ các con đều là bị chất độc màu da cam. Thực sự khi tiếp cận thông tin vụ việc này, tôi thấy bà Lệ đang gặp bế tắc khi là cháu mắc bệnh như vậy. Họ nuôi suy nghĩ và bị ám ảnh bởi suy nghĩ cháu bé sống cũng không thành người, mà nuôi một đứa bé như vậy không chỉ vì thêm mệt mỏi. Do có là tâm trạng như vậy dẫn đến cúng quẩn bí bách hành động như thế. Tuy nhiên tại sao người dân bình thường họ không có trình độ nhưng họ lại không cư xử như vậy? Tại sao không cố gắng chăm sóc cháu bé? Bà Lệ dám làm việc đó là to gan, là tàn nhẫn với máu mủ của mình. Do đó phải lên án hành vi ấy. Đó là chuyên gia Lê Thị Túy nêu ý kiến. Còn về phía của luật sư là Nguyễn Anh Thơm, trưởng phòng luật sư là Nguyễn Anh, đoàn luật sư thành phố Hà Nội, nhận định đây là bi kịch của gia đình. Đó. Rất có thể vì thấy cháu nội từ khi sinh ra không bình thường, là do là sinh non này, bị bệnh bại não này, hở hàm ếch, thường xuyên là ốm yếu, nên đã tìm cách sát hại cháu để giải thoát khỏi những gánh nặng cho gia đình về trách nhiệm nuôi dưỡng và chăm sóc cháu sau này. Để thực hiện hành vi phạm tội, nghi phạm đã mua thuốc là diệt chuột pha vào sữa cho cháu ăn để là nhằm mục đích là cho cháu tử vong. Rất may do được phát hiện và cấp cứu kịp thời nên tính mạng cháu bé đã được đảm bảo. Cho đến thời điểm hiện tại, tính mạng cháu bé vẫn đang nguy kịch và vẫn tiếp tục được điều trị tích cực tại bệnh viện. Đó là luật sư Thơm nêu là ra ý kiến như vậy. Và dưới góc độ là pháp luật thì luật sư Thơm cho rằng trẻ em là đối tượng đặc biệt được pháp luật bảo vệ. Mọi hành vi xâm phạm đến quyền trẻ em, đặc biệt là quyền được sống, đều bị là xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Cháu bé sinh ra đã bị thiệt thòi khi không hoàn thiện về thể chất và tinh thần. Đáng lẽ ra là với lương tâm trách nhiệm của người bác sĩ là cứu người và là bà nội của cháu bé, thì nghi phạm phải hết sức là thương yêu, chăm sóc và chữa trị cho cháu nội như là đáng tiếc. Nghi phạm lại đang tâm sát hại cháu để cho rằng cứu giúp gia đình thoát khỏi gánh nặng phải chăm sóc trẻ không hoàn thiện về thể chất, về tinh thần và giải thoát cho cuộc đời cháu. Kết quả giám định chất độc á, là thuốc diệt chuột trong cơ thể cháu bé nếu có khả năng nguy hiểm đến tính mạng cháu, thì nghi phạm sẽ phải đối mặt với tội danh giết người. Tội phạm về hình phạt được quy định tại điểm B khoản 1 điều 123 là của Bộ luật hình sự. Và trường hợp cháu bé không bị tử vong cho được cấp cứu kịp thời, nghi phạm vẫn là phải chịu trách nhiệm trong trường hợp phạm tội chưa đạt đã hoàn thành về hành vi nhưng chưa đạt về hậu quả, với khung hình phạt cao nhất là 20 năm tù. Đó là những lời là của luật sư Thơm nói. Đó. Và cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ nguyên nhân người phụ nữ này sát hại cháu bé là vì mâu thuẫn, thù án gì trong gia đình hay vì muốn rút bỏ trách nhiệm, gánh nặng trong việc chữa trị, chăm sóc cháu bé. Dù là nguyên nhân gì thì hành vi đầu độc đứa trẻ mới 11 tháng tuổi bằng thuốc diệt chuột cũng là vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Hành vi này cũng không phù hợp với y đức của người là theo nghề y. Bởi vậy, ngoài sự trừng phạt của pháp luật thì người vi phạm còn chịu sự lên án của dư luận và xã hội và gây lo lắng buồn phiền trong gia đình. Đó là các luật sư là nêu ra như vậy. Và đồng thời cho rằng là vụ án sẽ là bài học cho những ai coi thường tính mạng của người khác. Những âm mưu thủ đoạn dù có đê hèn, phải tàn độc, tinh vi đến đâu cũng sẽ bị phát hiện phanh phui và phải chịu chế tài của là pháp luật. Đây là một câu chuyện quá đau lòng cho một là y đức bác sĩ của một bà nội. Đấy, dám ra tay tàn độc hạ sát một giọt máu của mình. Tôi thấy là kinh khủng.
Và đến đây thì tôi cũng tạm dừng video lại và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào và tạm biệt.